ơi, chụp hình. Anh Hiếu ơi, mình chụp. Mặt đâu chị ơi, mời anh mặt. Cái toàn này đặt này ra một tấm nữa thôi. Ok, cảm ơn em. Gọi là tinh thần, cái nhiệm vụ mà người đã giao rồi đó, mình sẽ không làm được tất cả. Để cái lá ấp những ngày sẽ đồng hành với Lai Sô chắc chắn là tôi đang muốn nhưng là những anh chị em tại sao lại chọn cái lá ấp sắp tới là Lai Sô? Cái chủ trương sẽ cầm mố, có những điều phải nói là rất bất ngờ luôn. Thì không quyết định cùng với ekip bàn thật kỹ về để khách mời. Nếu như mình phải nói cái Lai Sô, cái là mình mời là cái người này hoặc cái người kia chưa được Lai Sô, chắc chắn là không có gì thắc mắc với các chỗ này. Chắc chắn sẽ không có gì thắc mắc hay ngạc nhiên là ghi hăng man cả đó. Nhóm với cái kinh nghiệm làm nghề nhiều năm của Hưng, tôi nghe giọng của em nào em đoán được em sẽ làm được gì thực tế chương trình của mình và cái màu sắc của Lego muốn một cách gấp lửa bỏ tay chúng nó cho các em nó tự cầm đèn nó cầm lửa đi tiếp nữa. Bây giờ đó mọi người có thể thấy phản ứng khán giả khi mà thấy thích quá trời thích Nguyễn Quốc Nhân với Tạm Hưng, thích Viên Linh, thích Trung Quân gọi hát liên tác kiểu nhạc xưa bay rồi đó. Ông Trung Quân đó cũng phải chọn bài cái la là cũng dùng anh ơi không biết gì về nhạc xưa đó. Thì đó anh chọn bài anh được loạt luôn nha, anh bỏ em mặc đạt bài rồi đó. Đúng là anh nghe xong cái khẩu sản siêu cái anh thấy là thằng bắn này chọn bài thích quá thích quá. Nó còn nói để em chọn mà việc thật ra dự kiến đã có là một cái show gì đó để thúc thúc chặng đường này lại, cũng là tính là tính giữa năm nhưng mà quyết định sớm làm được, phải đang có những nóng nóng lên làm gì này. Khi chắc ngày chọn ngày 8 tháng 3 là cái chủ đề ra show là các chữ em luôn, tức là những em này, những em nào là show không? Cái chữ em ở đây là không thay thế được vì nó nằm ở trong cầu mép. Hưng cũng có thể là em đối với dòng nhạc xưa đó, đối với khán giả nhạc xưa của nhạc xưa em trong này có thể là tôi cũng phải đặt em thì cái câu hát nó quá hay. Sau khi tập tới đập luôn mình có các kiểu thì trong lúc viết start tôi đã ra cái chủ đề của chương trình start tôi nói 8 tháng 3 sẽ làm gì đó nhá trước xong rồi cái nghĩ hồi đó có câu ra hay thế là mình diễn lại câu đó mình không biết gọi người câu ra nhưng mà mình cuối cùng là quyết định sao nó có rất nhiều ý nghĩa. Nếu chút xíu bên trong có người hỏi cái này hay không thì mình chờ lại xíu đi ha. Có hỏi nước về cái địa điểm thiệt đó, anh như anh có vẻ như là một người tiên phong chọn địa điểm này làm cái Lai Sô, để biết được tại sao anh nhìn được cái gọi là những cái đắc địa gì ở vị trí này để chọn Lai Sô luôn. Trước tiên á, người Việt Nam mình phải thích mới mẻ, những chỗ nào mà hoành tráng lớn và hơn nữa nơi đây cho anh được chỗ để
tái dựng nguyên cảnh để khu phố sự có cả xe chạy được thì nói đó, xe đạp xe cột điện rồi bồn nước tất cả các thứ này tái dựng được. Chỉ cái sảnh ngoài đây nè sẽ làm được những cái điều là và cảm xúc thật nhiều và xem thì lúc đầu dự kiến là nguyên cái sân khấu nó dài lắm nên sẽ có 1 km luôn đấy, đây xe chạy cầm trước đang sắp xếp lại và ra đó mà chứ hòa bình thường dự sân khấu hộp nó như vậy thôi và những cái nơi khác không đắc địa bằng là đặc biệt là nơi đây một nơi mới và cái trần nó cao và cái giáo treo tất cả một thứ đều rất hiện đại mới nhất nên mình là được hỗ trợ cưng nên là phải làm ở đây. Bé hỏi gì nữa không? Nếu mà tiết lộ được để mức đầu tư khủng dành cho cái live show này thì anh phải tiết lộ cho để biết. Thề là tới giờ phút này anh chưa biết bao nhiêu luôn á. Anh cứ kêu làm. Chút xíu nữa để hỏi bà kêu bao nhiêu rồi trả lời trong báo nha. Còn là cứ kêu làm búa xua thôi, cũng làm. Buổi họp báo này là buổi họp báo đơn giản nhất từ xưa đến giờ. Muốn giữ tất cả những cái gì đó mà trong cái sự rần rần của cái show chứ mọi khi mọi người biết rồi đó là show xưa là nguyên chỗ này sẽ là xưa hết cơn đúng không vì là nhạc xưa nên là không có màn hình nhạc xưa không màn hình luôn chúng mình phải làm đúng cái tinh thần đó thì nó hay lắm thì phải sử dụng hết tất cả những kiến thức về đời xưa về những cái gì mà hay ho nhất đẹp nhất để chia sẻ và vận dụng kiến thức của chính mình cũng như ở trên mạng thêm nữa tham khảo thêm nữa nhưng mà đối với những lúc mình hơn thôi cũng có thể đủ rồi còn thêm vi mỹ là những ekip cái sân khấu mà cỡ ấy mà cỡ nó đi mày chút chia sẻ xong dạ cảm ơn nhiều. Đèn ok cho Thành, nhìn lại được không? Không được rồi, được rồi. Rồi. Đây em nè. Dạ rồi. Dạ anh. Dạ. Em đâu có đi không con? Dạ ok ạ, dạ đây em không? Không. Dạ thôi. Đây chụp đi cái. Phương ơi. Chờ một phút cho nha. Phương chiến ạ. Phương. Được. Cảm ơn. Bỏ đèn lên. Bỏ đèn lên. Dọ luôn vô cái cảnh sát. Vàng vàng cũng được không sao. Khi mà phát hành album số 10, Hưng cũng không nghĩ là nó lại hiệu quả nhiều như vậy. Nhận được rất rất nhiều những lời khen ngợi từ tất cả mọi giới, kể cả những người chưa từng là fan của Hưng, họ đã để lại những cái lời comment như những liều thuốc doping rất mạnh giúp cho Hưng có thêm sức mạnh cùng với ekip của mình để đưa ra quyết định làm cái live show này. Hưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là sẽ làm tiếp cái gì đó nữa, chưa nghĩ ra. Nhưng cuối cùng là cái sức mạnh của sự yêu thương và sự ủng hộ và cái sự thành công của album này đã cho Hưng một quyết định nên là phải làm cái show để mọi người thấy rằng đúc kết cả một chặng đình hành hành trình chặng đường 19 năm mình theo đuổi cái dự án âm nhạc này thì mình phải có một cái gì đó gần như là báo cáo lại với tất cả những ai đã yêu thương, thậm chí những cái lời comment chỉ cần nghe cái lời bạc đọc đầu tiên lên thôi, hãng dĩ nhựa tiếng Hát Việt là họ đã có cảm giác rần rồi, mình bị đắm chìm vào trong cảm xúc của mọi người luôn. Và nên là chắc chắn mình phải làm một cái gì đó thật đặc biệt đi, vì cái sự yêu thương này đang rần đang hot thì mình để lâu quá sẽ nguội, ở đâu cũng vậy hết. Sư phụ không muốn nói hoài, xa mặt sẽ cắt lòng, thì Hưng cũng không muốn bị để quá lâu hơn nữa, là Hưng cũng về cái quyết định làm luôn cái live show này. Và Hưng cũng trong lúc mà làm, Hưng cũng nghĩ rằng là
chưa biết tới khi nào mình sẽ lại tiếp tục thực hiện một cái live show về Bolero nữa, vì nó phải đủ cái sự hào hứng, đủ cái sự mới và đủ cái sự mà kích thích mình thì mình mới làm được. Cho nên là Hưng tự quyết định đây sẽ là cái live show về Bolero show cuối cùng mà Hưng đã làm live show. Cho nên là tất cả những tâm huyết, những gì hay nhất, những gì đặc biệt nhất của cả một dự án của hành trình 19 năm qua, Hưng và anh Mỹ sẽ gửi hết tận lực, tận tâm và tận sức vào trong cái live show này. Chính vì đó ngày hôm nay có buổi họp báo để công bố với mọi người về cái live show này. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh. Thưa quý vị, ta có câu là dành những điều tốt nhất cho cái cuối cùng, thì chắc chắn nó sẽ là một áp lực không nhỏ đối với tổng đạo diễn Trần Vy Mỹ. Bởi những cái live show Bolero mà anh đồng hành trước đó, Vũ sẽ mang đến là gì? Và cái màu Bolero thì thường nó không phải là cái màu khá là đặc trưng của Dương Trường Vũ, thì bạn sẽ làm sao để mình có thể phát huy được cái thế mạnh của mình trong cái live show mà chắc chắn nó phải ghi dấu ấn của anh Đàm Vĩnh Hưng? Dương Vũ xin chào mọi người, hello. Vỗ tay cái cho lấy tinh thần mọi người ạ. Để trả lời câu hỏi của Khang thì đúng là cái màu Bolero không phải là cái màu đặc trưng của Vũ nổi trội nhất. Nhưng tuy nhiên, nếu như mà xem lại lần đầu tiên mà Vũ xuất hiện ở trên sân khấu tại hải ngoại đó, thì đó chính là bài Cho Người Tình Lỡ. Đó là một sáng tác của Tú Nhi, tức là chú Chế Linh. Và cái bài hát sau đó nữa chính là bài Đoạn Buồn Cho Tôi. Tức là hai bài Bolero cực kỳ kinh điển luôn, nhưng mà được hòa âm phối khí lại cho nó trẻ trung hơn. Màu sắc Bolero cũng là màu sắc mà Vũ rất là yêu thích và Vũ nghe rất nhiều. Nhưng mà để mà thể hiện ở trên một cái sân khấu mà như cái live show của anh Hưng á, thì có thể là nó rất ít lần. Và cái tiết mục của Vũ lần này thì Vũ cũng muốn nó phải có tính chất sáng tạo giống như là của cái album của anh Hưng. Cho nên là chắc cũng phải chọn lọc những bài hát xong tự thiết kế ra một cái mashup nào đó để cho nó đồng bộ với lại cái chương trình. Cho nên là Vũ cũng rất là háo hức. Nhưng mà thiệt sự là tới ngay thời điểm này thì Vũ chưa biết mình sẽ hát gì. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ có thời gian những ngày Tết để chúng ta ngồi nghỉ ngơi rồi suy nghĩ về việc những cái bản mashup của mình. Rồi có phần riêng của Vũ là Vũ để cho Vũ tự quyết. Nhưng mà vẫn phải bàn với nhau. Có những bản mà Vũ đưa ra thì Hưng sẽ có ý kiến rằng là cái bài này là nó sâu 7 năm là không được, mặc dù nó mang tính chất hải ngoại, nó cũng nghe cũng xa xưa, mình chưa đủ độ. Thật sự nó đưa cái bài trước 7 năm cũng không chịu luôn, nói là bài này nó ngầu quá, nó dramatic quá. Nhưng mà đây là show anh Hưng cho nên Vũ sẽ chịu được, trăm muốn gì cũng được. Vậy thì cũng đỡ ha quý vị, tại vì người ta mời mình vào show xong ta chuẩn bị hết mọi thứ cho mình rồi. Thì mình cũng không phải là gì trong bản anh thấy là vụ kia này hát bè là gì vậy? Thì này em có hát bè, hơn cũng hát bè luôn, cho một nữ ca sĩ. Vụ hát bè thì nổi tiếng rồi, vụ bè giỏi rất giỏi. Đó, lợi thế của em là giả thanh rồi, bè rất là giỏi, đẹp. Cho nên là phải khai thác cái điều này. Phần chính của em đi, em có phần hát bè là em chuẩn bị đi. Giả thanh thì phải nói, nếu giả thanh thì không ai qua được Thánh Mưa. Giả thanh không ai không qua được thanh như Vũ á. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các anh. Thưa quý vị, một khách mời mới xuất hiện trong cái live show Bolero. Thì hồi nãy trong lúc mà trà dư tủ hậu ở phía bên kia, thì Quy Khang được nghe Trung Quân cũng tâm sự là ngay khi mà anh Đàm Vĩnh Hưng ngỏ cái lời mời thì Trung Quân sẽ đồng ý ngay. Mặc dù là cho đến hiện giờ thì Trung Quân đã nhận lời mà cũng chưa biết mình sẽ làm gì trong cái show này. Thì Quân có thể chia sẻ một chút cho mọi người biết là điều gì đã thuyết phục bạn đồng hành cùng với anh Hưng trong cái live show cuối cùng này không? Xin chào tất cả mọi người. Nãy anh Khang nói câu chuyện là chúng ta có hai tuần Tết để mà nghỉ bài, làm em nhớ là hồi đi học và bị giao bài tập về nhà. Thực ra thì là em nghĩ là trong live show của anh Đàm thì bốn khách mời chắc em là người lạc lõng nhất. Tại vì mọi người chắc là em chưa bao giờ hát Bolero luôn. Em là gọi là em cũng không nghe luôn đó. Dạ. Nên là khi mà anh Đàm mời em hát vào trong cái album thì em cũng
vui, nhưng mà em cũng không biết là mình có hát được không. Thì sau đó thì em mới thấy là thực ra là cái câu chuyện mà bolero hay không á, nó không có quan trọng bằng cái cách là mình yêu thích cái bài hát đó như thế nào. Hay là em đã hỏi anh Đàm là em có thể hát theo cái mà em suy nghĩ được không, câu chuyện mà em bịa ra, em nghĩ ra trong cái bài. Tại vì em biết là cái câu mỗi cái bài hát ngày xưa thì nó đều có mỗi câu chuyện của tác giả riêng, nhưng mà em thì mọi người biết đó, nhìn mà em không có giống một người thích đọc sách lắm, hay là em cũng tự nghĩ ra một câu chuyện tình cảm nào đó cho cái bài hát đó, và em mong muốn là nó sẽ mới lạ hơn. Thì em cũng muốn là trong cái show lần này em là người đứng gọi là thách thức nhất, tại vì là em có gửi gắm anh Hưng là anh Hưng cho em một cái bài đó nó hơi tung tẩy và hơi kiểu đáng yêu một tí, nó sẽ giống với lại em hơn, và nó cũng, em cũng thật sự là cảm giác mình chưa có đủ đô để mà hát một cái bài nào nó quá là nặng á, nên là em cũng đang chọn một cái bài nó hơi mang tính chất gọi là hơi dễ thương xíu. Còn bài gì thì em cũng đang phân vân giữa một chục bài hơn gửi vậy. Thật ra thì Trung Quân thì em một show nào đó, thì không biết anh Hưng đã thuyết phục Tâm như thế nào để cho cô ấy xuất hiện trong live show này, ngoài mối thân tình của anh, và để cho cô ấy hát bolero. Và anh có thể bật mí chút xíu về tiết mục đặc biệt của anh và Tâm hay không? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là trong cái album Cho Một Tình Đã Mất của anh thì có những bản mashup rất là hay. Vậy thì khi mà anh em vào cái live show này thì liệu cái hòa âm phối khí đó nó có thay đổi hay không ạ? Mà nếu mình không thay đổi thì khán giả sẽ thấy gì mới trong cái live show này? Hai cái trước đi. Dạ vâng. Rồi, quên câu hỏi đó. Trước tiên là như em nói đúng, danh sách khách mời tới giờ này mọi người cầm thông cáo trên tay đã nhìn thấy được toàn bộ khách mời của Hương Đêm đó rồi, trong show này nè ha. Có Mỹ Tâm, có Dương Triệu Vũ, có Yên Linh, Trúc Nhân và Trung Quân. Rồi còn hai khách mời, vì khách mời đặc biệt là một nửa chủ nhân còn lại của bản giả khúc Cho Tình Nhân là chị Lê Uyên sẽ có mặt tại Việt Nam trong show của Hương luôn. Và hai khách mời Hương không được cho phép nói tên, vẫn còn giữ bí mật. Hai khách mời rất đặc biệt luôn nha. Mọi người sẽ, Hương nghe thích kiểu chơi kiểu mọi người sẽ không bao giờ đoán được người đó sẽ hát cái gì và hát được bolero hay không. Thì Hương sẽ giữ cái đó công bố sau. Với Mỹ Tâm thì cứ nghĩ là dùng cách gì Hương mà nói ra thì rất nhiều người dùng cách đó để lại mời Mỹ Tâm nữa, cho nên là thôi không nói cách nào cả. Chỉ biết rằng là Hương đã làm được cái việc mời Mỹ Tâm làm ca sĩ kén hát và lười hát nhất hiện nay, đặc biệt là những cái show mà show bắt vé là sẽ càng không chịu nhận lời hát nữa. Lạ không? Rất lạ, nhưng mà rất là lùng. Thế mà Hưng có cách của Hưng để mời Mỹ Tâm có mặt cùng Hưng là một điều, một kỷ niệm. Và suy diễn bị kẹt là 8, 9, 10 ở Sài Gòn, bị kẹt một cái nơi khác, cho nên là Mỹ Tâm sẽ xuất hiện ở tại Hà Nội đặt trong show ngày 23 tháng 3. Người khác sẽ xuất hiện vào ngày 8 tháng 3. Mình sẽ nói sau. Rồi như bản mashup, bản mashup đó thì mọi người chỉ là nghe thôi chứ chưa bao giờ nghe live cả. Mọi người đang yêu thích như vậy đó, mình hoán đổi cái gì đó mới mà nó không an toàn, nó không đáng yêu hơn thì mình không nên đổi. Trong khi cái đó chưa từng diễn công khai lớn bên ngoài lần nào cả, chỉ diễn ở phòng trà hàng đêm một vài nơi mọi người xem trên mạng thôi, và cũng chưa ai thấy Hưng với lại Trung Quân diễn live bài đó. Và chưa thấy Hưng với Trúc Nhân hát lại hay tất cả những gì mà nó đã từng làm, chưa có, cho nên Hưng giữ nguyên bản hòa âm đó. Mà cái cách chơi giữa đồ lo-fi và đánh với đồ thiệt đó, thì đó là một cái cảm giác rất lạ lùng đối với người nghe. Những cái bản hòa âm đó trẻ trung và dành cho một cái bài hát nó có tuổi đời lớn hơn cả mình, nên là nhiều người sẽ có nhiều cảm xúc lạ lùng khi xem show này lắm. Chắc chắn là sẽ giữ hòa âm đặc biệt đó. Còn cái mới là cách hát nhẹ nhàng và động lên xuyên suốt một show là một thách thức lớn đối với Hưng. Và anh Vi Mỹ dàn dựng như thế nào cho nó mới toanh và mới có những chiêu thức chưa từng sử dụng thì nó là nhiệm vụ của anh Mỹ. Và sân khấu nơi đây sẽ là nơi có thể đem lại cho
cả một Sài Gòn rất xưa, cả một dãy phố có xe cộ chạy, có cầu đi qua, và có rất là những gian hàng tất cả mọi thứ đẹp nhất. Sẽ đưa mọi người trở về những khúc trời hoa bướm ngày xưa. Chắc chắn rồi, làm sao không có được, phải có đồ chơi đó thì mới hút được khán giả của anh đó. Đang sinh nha, và có tín hiệu là được bật đèn xanh đó, cho nên là có những bài hát không biết có nên nói ra đây không, ban tổ chức có cho phép nói không nhỉ? Chỉ có phép, ví dụ đang sinh đi, đang sinh là trả lời em yêu khung trời đại học, con đường dưới thân thế giới có mới, để nó mắc so với một cái trả lời em khác nữa, ví dụ vậy á. Hoặc là có một cái bản như là chiều mưa biên giới anh đi về đâu, thì cái màu sắc đó nó có cả cái là không anh đời như thiếu gì mà có sẵn rồi, thì phải có một cái đồ chơi gì nó nặng đô hơn phía trước nó. Thì là đang sinh ví dụ là ai nói với em nếu anh là nếu, đó là cái bài sẽ sinh bằng vài bài nữa không tiện nói tên ra thì để cho bất ngờ. Cảm ơn em, cái câu hỏi rất là khiêu khích mọi người nhé. Cảm ơn chia sẻ của anh Hùng.